Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với một khoảng trời riêng của anh em chúng mình nhá. Sau bao nhiêu ngày mưa phùn và dịch Covid hoành hành thì hôm nay mới bắt đầu có gió. Hôm nay anh em xin phép lên hai siêu phẩm đại trà mới đẹn đẹt. Và đúng rồi, kiếp đỏ đen. Kiếp đen là 3m và kiếp đỏ là 3.1. Của nghệ nhân Phạm Hùng và của nghệ nhân Thường Vũ. Tỏa nhân mới đẹp đẹp anh em, chưa bay lần nào luôn. Dây lèo Amiang gió lại lên rồi, gió bắt đầu lên rất to rồi đây. Đấy, đây còn đây là nghệ nhân ngáo diều nhá, do ăn phải con quéo hay con gì ở trong hải dương nên là đây hôm nay mặt sưng bút. Anh ạ, chào anh ạ. Ui mẹ, chuẩn chiếc Exima lòi giòm rồi, không được rồi. Hôm nay lên một gian coi anh em nhá. Hai bộ phun sừng. Một bộ phun sừng. Này D4 mấy à anh ạ? À? D46. Phun sừng nha anh em nhá. Bộ sáo mỹ mãn nhá. Sáo này của anh Hưng, của chú Lành nhá. Đẹp đến từng chi tiết. Phun sừng anh em ạ. Trong clip anh em có nhìn rõ phun sừng không? Không tì vết chứ. Lộ vải. Cọc cũng rất đẹp luôn. Rồi, bộ 60 miệng mít ngọn sừng. Của nghệ nhân Dương Hoàng kỳ chú Phạm Hùng nhá. Bốn mét bảy. Đâu vừa anh nghe chú cháu mình nói chuyện ở ba con kia xuống. Đến khi quành vào đây thì lúc đấy diều mới rơi. Miệng cá đang chờ nghệ nhân rảnh để thay nha anh em nhé. Ơi. Còn bộ này bộ D65 đẹp như ngọc trinh của nghệ nhân Lành Nguyễn. Tỏa nhân Thường Vũ đang sở hữu bộ sáo này. Anh em nào ai yêu trong clip này thì 3 đồng rưỡi lên đường luôn. Mấy đồng? 4 đồng à? Đúng rồi chú ạ. Chắc trả tiền ngay luôn đây đấy. À thế à, thế thì 4 đồng xin lỗi anh em nhé. À, nuột lắm. Rất nuột anh em ạ. Chân chằm này. Già quâng. Cầm cái chân chằm nó đi sướng này. Mị mãn. Bóng loáng. Ước gì mình có bộ sáo như thế này. Không có tiền mới phải ước. Quay đít kìa. Kìa. Đấy, con này thì quá quen thuộc rồi. Đấy, mới đét. Thẳng căng.
Đen 3m, đỏ 3m1. Đường kim mũi chỉ. Dán đẹp. Hai con này là một con đen là như có khách chưa nhỉ? Khách lâu rồi. Khách lâu rồi, con đỏ cũng khách lâu rồi à? Con đỏ có chú Hùng nghe khách ý. À con đỏ chưa có khách nha anh em nhá. Con đỏ này đồng 2. Ưu tiên cho ngại nhân bút thủ. Ừ. Cái gì? Đấy. Là phát 3 con kia kìa. Tông màu xanh đen hết. Dao rồi đúng không? Chưa test đã dao rồi đúng không? Ơi, đéo cần được nào mày đấy, tao được nào. Ủa, em bảo là nhưng mà mấy con trước thì không được gì, nhưng em sợ hai con này nó bị virus đang mùa dịch. Chắc là giờ đang cứ thử đấy. Đấy là anh em nhìn nhá, không tì vết nhá, dán phẳng căng luôn nhá. Đấy là trời này là trời dâm đấy nhá. Đẹp, rất đẹp. Thừa quá. Để chân thừa quá anh ạ. Anh nghĩ là đòn ngọn nó phải thụt thụt xuống tí mới ra quài, nhìn này trông như à, quài quài cổ của bọn quà quài. Cho mấy năm con ngọn, năm con ngọn xuống thấp tí. 2 4 6 8 9 à. 8 quả. 8 quả thôi à? Chắc nhặt đâu quả vất vào ấy. Nhặt thì làm sao mà nó ăn được? Chỉ sao ăn hết, chẳng có gì không ăn. Làm sao mà ăn được? Phun sương. Độ carbon. Vai gôn. Combo này cũng ra tiền đấy. Cũng tốn bác Hồ đấy. Nói chung là mới sinh nhưng mà chơi được combo này thì cũng là thuộc dạng gớm mặt rồi, hỏi sao mặt sưng vù lên thì cũng đúng rồi. Nhớ. Yeah. Chất chơi đấy, công nhận Amiang thì còn cả Amiang. Combo ấy 10 triệu ấy, cả dây là 10 triệu ấy. 10 triệu. 10 triệu sao bán không cả combo này? Đông Nghệ Nhân gật cái để cho anh em để comment ở dưới nhỉ. Đọc luôn số điện thoại đi. Không anh hút. 10 triệu là bán đấy. Sáo phun sừng D46 anh em nhá. Của Nghệ Nhân lành làm nhá. Diều Nguyễn Anh Tuấn lên khung nhá, áo Phạm Diều. Dây Amiang do China sản xuất. Hoa Kỳ. Hoa Kỳ à? Ừ, Hoa Kỳ. Rồi, ai sẽ là lên người lên trước đây? Con đen lên trước à? Đá đâu? Cho con đá đi. Rồi anh em đợi tí nhá. Ấy. Quay đã đi quay với ai đi. Dán chưa? Không lỏi một con đéo nào nhỉ. Ấy. Hồi đấy, trứng hồi đấy, đây trứng hồi đấy. Quả không cá hay chất quá nhỉ. Dày thế. Mấy bà kia bà gì kia đi vào đây đi ở chung ấy. Mấy bà bắt cái ra đi vào đây kìa. Ủa con này đều bắt 20 sao nhỉ? Trên dưới 20 anh em nhá, bắt trên dưới 20, dưới 15. Này cứng như con ngày xưa của Cường Vũ. Ừ, con này nó phải cộng 60 đúng không? Đá có chuẩn chắc không? Có. Dao đây đó. Con này cứng hơn. Cho cháu xin một tí nào. Con này phải như con đỏ của Cường ngày xưa. Sợ thật. Này có khi hòa quài có khi nó vẫn nhấc được đấy chú ạ. Con này mềm. Đi đây hòn đi bé bé đây đây. Chán chưa? Ơ con chỉ hòn ngươi thử lên đi cho nó gió máy thử đi. Chỉ đường kìa, đi đi. Chạy đoạn nào chạy. Hướng nào, hướng nào. Chỉ đường gì. Thì đây đúng đống đất luôn. Đây là chim mồi lên nhá anh em nhá.
trông nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi mà tốn bác Hồ phết đấy, 10 củ. Con diều độ tầm 2,5 đồng, bộ sáo này khoảng độ tầm 4 đồng. Là bao nhiêu? 6,5 đồng với cả một cuộn dây 2 củ. Ơi! Líp sáo luôn. Con này hôm nay nó bay làm sao nhỉ? Loài rồi. Gió căng ấy chứ đùa đâu. Con này bị làm sao, hôm nay nó bị làm sao đấy. Vàng nè. Rồi, đến siêu phẩm 3 mét nha anh em nhá. Gió to rồi. Đồng chất đồng màu nhá. Cả một set đen luôn. Dây lèo màu đen nhá. Người đâm rượu màu đen nhá. Gió to đấy. Không sợ đâu, nó lên cao rồi, con đấy nó lên cao rồi em ạ. Ngắn thôi em ơi, không cần phải dài quá đâu. Gió lộng rồi đấy. Ăn ngay. Kéo xuống bỏ đâu ra? Cho hơi nhiều đầu anh em ạ. 3 mét cộng 65. Cho thêm viên đầu nữa. Hơi lạng đầu. Một lèo đầu ăn ngay. Rồi, về kia thôi anh em. Rồi, tiếp theo sẽ đến bà 3 mét bốt. Đeo còi 60 ngọn sừng anh em nhé. Không biết là có giống em đen không? Một phát ăn ngay không? Trong clip mỗi em này là chưa có chủ ấy nhá. Test lần đầu. Anh em ai yêu đồng 2 để comment ở dưới. Và mình sẽ inbox trả lời và sẽ cho số điện thoại luôn. Khung cái rất đẹp, che già nhá. Úi dồi ôi, chú ơi, chú cho ăn nhiều đầu thế à? Chú ơi.
bỏ ra chứ còn gì nữa, ì ạch như thế. Cái bộ đấy 6 lạng không? Bộ 65 6 lạng không? 5 lạng rưỡi, 3 mét cộng 5 lạng rưỡi. Xem về tay nào. Lâu không có gió. Covid, COVID không có về tay nào. Rồi, vẫn ngon. Nữa đi chưa? Đen thì có khách anh nhá anh em nhá. Đỏ thì chưa có khách. Không biết do lỗi làm sao. Thêm đá nữa rồi, ôi, lặng thế. Đất dây gì hả chú? Đất dây trắng sáo hả chú? Cánh cứng quá. Cánh cứng quá chú ạ. Anh bút thủ ơi, anh bút thủ ơi. Hàng thửa này. Con này mới là vừa tầm với anh này. Ôi chết, ôi chết, ôi chết, ôi chết, ôi chết, ôi chết, ôi chết. Toàn xảo. Đợi tí anh em nhá, để đâm lại em này cái. Cho thêm đầu đã. Sợ hai viên đá to đèo nguyên bộ 6 phân sừng rồi vào đây. Đó. Cái gì vậy chú? 2 lạng. Phải 2 lạng đá đấy. Try again. Thường ơi, lấy viên đá đây Thường ơi. Băng dính nữa. Hả? Ừ, đá với băng dính. Ở đây làm gì có đá. Cho cả 3 viên đi chú ạ. Đấy, ở viên xanh kia. Đấy, nhập rồi. Rồi tận dụng cái cũ cũng được. Chờ hết dây chết. Buộc dây vào gốc nào đi, tự đâm đi Thường. Con này nếu mà ấy đeo vào dây leo rồi chưa? Toàn giang gió này không ra thả cửa là sao vàng. Chưa buộc leo. Bữa sang là chưa buộc leo, chưa ăn cơm. Ui đã dán xong rồi kìa. Xong rồi. Mang về từ tối qua, sáng nay chắc là nhà giải. Chú ơi, chú buộc cả dây vào. Chú buộc cả dây leo, à đâu. À. Bắn hết dây rồi. Ba mét một cộng cân anh em nhé, không thèm thuồng. Cân. Anh em nào nhiều tiền cứ chơi đại trà nhá. Mới tập chơi thì chơi lại được ấy. Nghệ nhân có thêm việc để mà làm. Xa xa rồi. Nói gì ở đâu cái. Có
lại cánh này yếu đi. Rũa tí cánh dưới thôi chứ nhỉ. Cứng quá. Chưa thả được em này rồi. Lỗi ở đâu rồi? Cứng quá đúng không? Cứng quá anh ạ. Sun cái dây kia vào kìa. Đứt sun cái dây kia vào. Đứt dây luôn. Đúng rồi. Gãy rồi. Gãy rồi này chú này. À gãy chưa? Gãy. Gãy rồi. Gãy. Gãy rồi. Gãy thằng bẹn. Đúng rồi. Gãy thằng bẹn. Xử lý lại. Gãy rồi. Dỗ mạnh thế rồi. Vâng, nó dồn xuống. May cánh dưới nó không sao. Gãy thằng bẹn rồi. Gãy răng bẹn. Con đen không thử đâu à? Gió ở đây. Gãy răng bẹn đây chú. Lốc kìa. Gió phát bút gãy răng luôn. Gió hai phát thì còn gì nữa. Phát kia nhẹ hơn. Phát kia nhẹ hơn, phát này mạnh nữa. Ông kéo kiểu đéo gì. Ông thấy gì ông ngoan. Ông bắt đầu ông triệt hạ chú thôi. Ông mẹ à, đéo được cái nước gì à? Bây giờ ông định khẳng định tên tuổi ông làm diều hơn nhỉ? Mẹ à, mình sẽ mang tiếng kéo diều mình về ngon thế, mình kéo của chú đâm rinh cái. Ông mẹ đéo được, ông chơi bời thế. Ông ở bên này bao nhiêu năm rồi à, chú cháu tình cảm như thế, nắng mưa dãi dầm. Không nhưng mà nó phát lên trên bảo y, quất dưới bảo y, phát trên. Dưới nữa chú ạ. À. Dưới, dưới to lắm. Dưới đi. À, vai thì dưới cánh thì mỏng rồi, vớt cả khung cái. Để nguyên đi, thay khung cái khác. Thay khung cái khác. Thay khung cái khác rồi xong thử chú ạ. Nếu chú muốn không con này không phải quất cánh thì thay khung cái cứng hơn chỗ này. Đúng rồi. Cứng hơn thì là ngon hơn. Không bị ướn ở ngay chỗ này này. Thế nào? Đúng rồi, ướn. Chạy nó không dướn được. Chào ngang. Thôi, em này tạm thời là phải về bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nhá anh em nhá. Lên lại em đen nhá. Vừa cho hơi nhiều đầu anh em ạ. Này thì ngon rồi. Thằng tưng. Đấy, kéo lăm lặng rưỡi ấy. Đẹp luôn. Vừa khít khít. Gió cơn vẫn lên ngon. Khách yêu cầu lăm lạng nhưng đây đang cõng hẳn lăm lạng rưỡi nha anh em nhé. Gió vẫn đang là cơn thôi. Quá đẹp. Có ai thì chuyển khoản đi. Thank you.
mỹ mãn. Ok rồi nha anh em nha.